Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, dù có tên là hồ đá nuốt người với hàng loạt cái chết bi thảm, thế nhưng lạ một điều, dù đã có rất nhiều lời cảnh báo nguy hiểm, thậm chí cơ quan chức năng còn làm hàng rào chắn xung quanh, nhưng vẫn có rất đông người tìm đến hồ đá để vui chơi giải trí. Và cứ thế lịch sử hồ đá lại tiếp tục ghi nhận thêm nhiều cái chết bất đắc kỳ tử, khiến người ta đồn đại rằng những oan hồn nơi đây đã quyến dụ người dương gian tìm xuống đáy hồ lạnh lẽo. Chi tiết vụ việc ra sao, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Hàng loạt những cái chết thảm tại hồ đá. Tối ngày 15 tháng 7 năm 2014, hàng trăm người được tụ tập tại khu vực hồ đá thuộc làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để xem lực lượng người nhái thuộc đội cứu hộ cứu nạn Sở Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương lặn tìm em Lê Nguyễn Thanh Sơn, 16 tuổi, ngụ tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, bị mất tích trong lúc tắm tại khu vực này. Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, Sơn và hai người bạn cùng nhau đến hồ đá chơi. Sơn và một người bạn rủ nhau xuống tắm mát và trổ tài bơi. Trong lúc trổ tài, Sơn đã bị đuối nước. Lúc người bạn bơi cùng phát hiện sự việc thì Sơn đã bị nước nhấn chìm và mất tích. Khu vực hồ đá còn được người dân gọi là hồ tử thần, đã từng cướp đi rất nhiều sinh mạng, gồm công nhân, sinh viên, học sinh trong vùng khi đang dạo chơi ở đây. Giữa năm 2011, một công nhân đang làm việc tại công trình ký túc xá tại khu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là anh Đoàn Ngọc Phi, quê ở Yên Bái, thì thò chân xuống nước để rửa chân thì trượt ngã và bị dòng nước nhấn chìm. Đầu năm 2010, đã có 4 nữ công nhân đến đây chụp hình kỷ niệm. Trong lúc đứng trên những mỏm đá cao mà ngay sau lưng là vực thẳm, mải chụp hình và cú nhảy chân đã kéo hai người rơi xuống hồ. Thấy bạn gặp nạn, hai nữ công nhân còn lại cũng lao xuống nước cứu, nhưng bi đát thay, cả 4 người đều không còn cơ hội nhìn lại những tấm hình mà mình đã chụp. Rạng sáng ngày 6 tháng 8 năm 2010, trong lúc kéo lưới đánh bắt cá tại khu vực hồ đá, một người đàn ông đã phát hiện thi thể của cháu Lê Thị Diễm My, sinh năm 1999, trôi vào ven bờ. Bà ngoại của cháu My cho biết, chiều ngày 4 tháng 8, sau khi phụ giúp quán cơm sinh viên gần nhà, My được bà chủ cho ít tiền nên xin bà đi chơi, và trong lúc chơi đùa gần hồ đá đã bị té xuống nước. Do khu vực này vắng vẻ nên không ai kịp thời cứu cháu. Trước đó, năm 2009, sau khi nhậu xong, một nam công nhân ở Dĩ An cùng ba người bạn kéo ra hồ đá tắm giải rượu. Sau cú nhảy từ trên bờ xuống hồ, anh công nhân đã không còn ngoi lên được nữa. Xác anh được vớt lên trong trạng thái co quắp, tê cứng. Hồ đá và lời nguyền tử thần hồ nuốt người. Hồ đá thuộc địa bàn thị xã Dĩ An, Bình Dương, nằm trong làng Đại học Thủ Đức, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh gần 15 km. Xưa kia, nơi đây là vùng đất hoang vu, dân cư thưa thớt và là công trường khai thác đá cung cấp cho ngành xây dựng. Đến năm 1993, công ty khai thác đá di rời đi và để lại ba hố sâu hoắm không hề san lấp. Sau vài năm, nước mưa đọng lại cộng với các mạch nước ngầm re rắt chảy vào đã biến ba hố sâu trở thành vùng chứa nước ngọt rộng lớn. Do bờ hồ có nhiều vách đá cao, xung quanh đá nhô lên lởm chởm nên người dân trong vùng quen gọi nơi đây là hồ đá. Trước kia, người dân thường đến hồ đá để lấy nước ngọt về sinh hoạt, nhưng đã có nhiều trường hợp một đi không trở lại do sẩy chân rơi xuống hồ rồi bỏ mạng giữa dòng nước thẳm sâu, lạnh lẽo. Lạ một điều là hầu như ít ai rơi xuống hồ này mà sống sót nổi. Mặc dù thoạt nhìn, hồ đá có vẻ như rất an toàn bởi mặt hồ phẳng lặng như tờ, nước trong vách, không hề có dòng chảy mạnh hay xoáy nước nguy hiểm. Nhưng càng ngày, người chết tại hồ đá lại càng nhiều, khiến người dân vô cùng khiếp sợ. Do có quá nhiều vụ tai nạn chết đuối, cũng như sự nguy hiểm ẩn mình sau cái vẻ thơ mộng, yên bình của hồ đá đã khiến người dân nơi đây đồn đại rằng khu vực này là hồ ma ám. Rằng do quá nhiều người chết nên oan hồn không siêu thoát được mà cứ lởn vởn bên hồ và kéo người dương gian xuống nước. Số khác lại cho rằng giữa lòng hồ có nhiều xoáy nước bí ẩn nên cho dù người rơi xuống, bơi có giỏi đến đâu cũng không thoát nổi, rồi đành phải xuôi tay làm mồi cho hà bá. Từ đó, không ai dám bén mảng đến hồ nước
mang lời nguyện từ thần này nữa. Cho đến khi làng Đại học Thủ Đức được hình thành, cư dân cũng như sinh viên đổ về đây ngày càng đông đúc hơn, thì hồ đá lại trở thành nơi vui chơi, giải trí nhộn nhịp bậc nhất nơi đây. Và tin đồn về lời nguyền tử thần tại hồ đá lại rộ lên, bởi hầu như năm nào cũng có người chết đuối giữa hồ. Nạn nhân đa phần là sinh viên, công nhân sinh sống xung quanh. Mỗi tối, thường tìm ra hồ đá vui chơi, hóng mát, tâm sự, rồi trượt chân té xuống hồ. Không ít trường hợp, người chết do nhảy xuống hồ tắm, bị đá ngầm va vào đầu, bị chuột rút không bơi được vào bờ. Càng rùng mình hơn khi hồ tử thần còn là nơi chứng kiến của nhiều vụ tự vẫn vì tình của sinh viên, để lại nỗi ám ảnh khôn nguôi cho người ở lại. Trong đó, đáng buồn nhất phải kể đến kết cục bi thảm của Lê Quang Hát, chàng sinh viên năm cuối của trường Đại học Nông Lâm. Hát thầm yêu cô gái cùng trường, học sau anh một khóa. Tình yêu càng nồng thắm khi Hát lấy hết can đảm tỏ tình với người trong mộng và được cô gái e lệ gật đầu. Như những đôi lứa sinh viên tại làng Đại học Thủ Đức, Hát cũng hay đưa người yêu ra hồ đá để dạo gió, tâm sự. Hồ đá trở thành nơi lưu giấu rất nhiều kỷ niệm yêu đương cũng như bao lời thề nguyện, tình tứ của đôi trai gái trẻ. Nhưng cũng chính tại hồ đá là nơi Hát kết liễu đời mình vì một phút nông nổi của kẻ đau tình. Hôm ấy, cũng như thường lệ, Hát cùng người yêu ngồi bên hồ tâm sự. Do còn mấy tháng nữa là ra trường nên Hát đã ngỏ lời cưới. Cô gái không đồng ý vì cho rằng hai người còn quá trẻ, tương lai còn chưa tới đâu, cưới xin về sẽ khiến cuộc sống sau này thêm khó khăn. Do bất đồng quan điểm, đôi tình nhân bắt đầu lời qua tiếng lại. Cô gái giận dỗi bỏ về, còn Hát cương quyết ở lại bên hồ. Ngay sau đó, Hát đã để lại tư trang cá nhân bên hồ, kể cả những tập vở còn sang dở nét mực, rồi lao xuống hồ tự vẫn. Hát không phải là trường hợp cá biệt, rất nhiều cô cậu sinh viên tuổi đời còn phơi phới do vô tình hay cố ý đã nằm lại dưới đáy hồ sâu hun hút này. Năm nào cũng có người chết tại hồ đá. Có lần người ta còn vớt được thi thể của 4 cô công nhân chết đuối trong tư thế ôm chặt lấy nhau. 4 cô gái này cuối tuần rủ nhau ra hồ đá chụp hình làm kỷ niệm. 2 cô không may trượt chân rơi xuống hồ, 2 cô còn lại thì nhảy xuống tìm cách cứu bạn, và cả 4 đều bị dòng nước tử thần kia nuốt chửng. Xác định hồ đá là nơi nguy hiểm, cơ quan chức năng đã dựng rào chắn, biển cảnh báo, nhưng sinh viên và người dân vẫn cứ đổ về, và tai nạn chết người bên hồ tử thần lại xảy ra. Càng nhiều cái chết oan khuất tại hồ đá thì lại càng nhiều tin đồn rùng rợn về hồ tử thần được dựng lên. Vì quá tin vào lời đồn đại, nhiều sinh viên lẫn người dân đã tìm đến bên hồ cầu cơ, cầu hồn, xin số. Có người còn dám khẳng định đã từng nhìn thấy hồn ma bóng quế lẩn khuất nơi này và chỉ trực chờ người dương gian đến gần, sẽ quyến dụ hoặc đẩy họ rơi xuống nước để thế mạng cho mình. Sở dĩ lời đồn nhảm nhí trên hình thành là bởi người ta khó có thể giải thích tại sao có quá nhiều cái chết tại khu vực hồ đá. Trên thực tế, nhiều người dân sống lâu năm tại đây cho biết họ hoàn toàn không tin vào chuyện ma quỷ tại hồ đá, và cũng không có gì là khó hiểu khi hồ đá lại gây ra nhiều cái chết bất đắc kỳ tử đến như vậy. Ông Phan Văn Hai, ngụ phường Bình An, Dĩ An, Bình Dương cho biết chuyện về lời nguyền tử thần cũng là cách để người dân quanh đây hù dọa trẻ con nhằm ngăn chúng đến gần hồ đá. Năm nào cũng có trẻ nhỏ chết ở đó, nên bịa ra chuyện để dọa tụi nhỏ cũng dễ hiểu hơn là. Theo người dân nơi đây, cũng như quan sát của chúng tôi, thì hồ đá có rất nhiều dốc đá lởm chởm, treo leo, mũi đá thì nhọn hoắt. Chỉ cần bất cẩn, rất dễ vấp phải đá và rơi xuống lòng hồ. Ông Nguyễn Tấn Tài, 54 tuổi, ngụ tại Dĩ An, Bình Dương, là thợ lặn có thâm niên cho biết, nếu mà rớt xuống hồ, may mắn không bị đập đầu vào đá, thì cũng khó lòng sống sót nổi, vì nhìn mặt hồ yên vậy thôi, chứ nguy hiểm vô cùng. Ông Tài giải thích, nước tại hồ đá quá lạnh, do bị bao quanh bởi những bức tường đá, nên khi rơi xuống, người ta khó có thể thích ứng ngay với nhiệt độ và dễ dàng bị chuột rút. Vì mặt nước hồ là nước đứng, nghĩa là không có dòng chảy, nên người bị chuột rút khó lòng nương theo dòng chảy
để từ từ bơi vào bờ. Nếu không bình tĩnh xử lý thì càng vùng vẫy lại càng dễ chìm sâu xuống đáy. Đây cũng là nguyên do khiến người dân hay đồn đại về những xoáy nước bí ẩn nuốt chửng người ở giữa lòng hồ đá. Hơn nữa, dưới hồ là những ngọn đá lởm chởm, vô số với hố lớn, hố nhỏ, độ nông sâu khác nhau. Ông Tài lắc đầu, tôi đã bao nhiêu năm làm nghề lặn mà chưa thấy chỗ nào nguy hiểm tiềm tàng như cái hồ đá này. Nhìn mặt nước yên ả, nhưng ở dưới đáy, nước lạnh như đá. Trong bán kính chừng 3 mét mà có nơi nước chỉ đến đầu gối, ngang hông, còn có chỗ hố sâu đến hơn cả 20 mét. Bởi vậy, mấy đứa sinh viên cứ tưởng là gần bờ là cạn, nhảy xuống tắm, sập hố một cái, thụt chân là chỉ có chết. Cũng theo ông Tài ước tính thì chỗ sâu nhất trong hồ có thể là hơn 50 mét. Do hồ đá có địa thế quá nguy hiểm nên ngoài rào chắn, biển báo, chính quyền địa phương còn tăng cường thêm dân phòng, lực lượng bảo vệ ngày đêm túc trực tại đây. Thế nhưng, tai nạn thương tâm vẫn cứ xảy ra. Nguyên nhân chính là vì người dân, các em sinh viên quá chủ quan, coi thường tính mạng. Và dù nguyên nhân của những cái chết tại hồ đá được lý giải cặn kẽ, nhưng tin đồn về lời nguyền tử thần, xoáy nước nuốt người lại có sức lan tỏa nhanh hơn, rộng rãi hơn. Điều này khiến người dân không tận tường được sự nguy hiểm của khu vực hồ đá, cũng như tạo tâm lý tò mò, muốn tìm đến khám phá xem nơi đây bí ẩn kiểu gì, ma ám ra sao. Vì thế, sau bao nhiêu cái chết trước mắt vì xem thường hồ đá mà vẫn có kẻ liều mạng nhảy xuống để bơi, tắm, rồi bỏ mạng vĩnh viễn dưới lòng hồ tử thần. Những thông tin trên cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.